Việc kết nối cơ sở dữ liệu về dân cư và cơ sở dữ liệu đất đai sẽ giúp người dân tra cứu được các thông tin về đất đai, cơ quan nhà nước quản lý được các biến động về dân cư và đất đai trên môi trường điện tử. Đó là những dữ liệu đầy đủ phục vụ quản lý người dân và an ninh quốc gia. Thời gian qua, công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với sở tài nguyên và môi trường triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu về đất đai, lựa chọn thí điểm triển khai tại ba huyện đã hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai là đại từ phú lương và võ nhai tới đây các địa phương còn lại trong tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ việc kết nối chia sẻ dữ liệu này ngay sau khi xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai